Về với cái đội của mình, nó toàn là những người mà em đã từng có cái may mắn được ở chung đội. Cho nên em cảm giác em được che chở, em được bảo vệ. Hồi trước em cũng ngại mà ngoại hình của mình cho nên em mắc cỡ lắm. Cho nên là mấy ngày đầu em cứ chui rút, em ngồi có một chỗ không à. Nếu mọi người coi lại mọi người sẽ thấy, nhưng mà em là người rất là hay để ý tới những cái tiểu tiết á. Cảm ơn Cún rất là nhiều, tại vì mấy ngày đầu gặp nhau em cứ hay khen cái vòng ba của chị. Nó vừa khen xong em ạ. Dạ. Tiếp tục. Tự nhiên cái mình cũng cảm thấy mình ngon. Mà mình ngon thiệt. Tự nhiên như không gì cười. Cho nên là những cái câu nói nhỏ nhỏ của mọi người, hay là chị Nhung khen em mấy lúc mà em diễn trên sân khấu, hay là em Ly nó hay gọi em là chiến thần của em. Còn Diệu Nhi cũng vậy. Lúc mà công ba mình diễn với nhau đó, lúc mà chị bị đau cơ đó, Diệu Nhi chăm chị rất là tỉ mỉ, dễ thương dữ lắm. Hay là Hen, là những lúc mà em là thường hay tới sớm, là Hen lúc nào cũng là người tới sớm nhì vậy đó, một cái người rất là trách nhiệm. Em cũng không có gì nói nhiều, nhưng mà em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cho em cơ hội được ở cùng với mọi người trong cái khoảnh khắc quan trọng nhất của chương trình. Tại vì lúc trước là mình không thể nào biết được là chị Vi là nhảy giỏi như thế. Đấy, phải vào chương trình này. Chị bỗng biết. Chỉ có qua chị đẹp mới biết là chị nhảy giỏi như thế. Em không biết luôn, bác bỗng biết em. Chị bỗng biết MV nhiều hơn một tí so với mọi người, vì chị bỗng có may mắn là được làm giám khảo một hai cuộc thi mà lúc nào là Phương Vi cũng đứng hạng nhất. Và mọi người khán giả truyền hình phải nhớ, nên nhớ rằng Phương Vi là quán quân đầu tiên của Việt Nam Idol. Không phải vô cớ. Em cũng là một người giống chị Phương Vi, là kiểu hay để ý đến tiểu tiết. Đấy, thì em cứ để ý, em thấy là ở đây mọi người ai cũng đáng yêu ấy. Nhưng có thể trong cuộc thi, vì bác Quyên ấy, kiểu như là vì bác rất là mạnh mẽ, lúc nào cũng mạnh mẽ, sau lúc nào cũng đứng ra giải quyết, nên là các em đến mách là bác ơi bác giải quyết đi, thế là lại đứng ra giải quyết cho các em. Nên đâm ra là nhiều khi khán giả có thể là họ không nhìn thấy những cái thứ mà chị em mình nhìn thấy, và bây giờ làm cách nào đây để mình có thể nói ra được điều đấy cho khán giả hiểu. Không nói được, nhưng mà thực sự là mỗi một người đến với chương trình là mang một cái mục đích khác nhau và một cái tâm thế khác nhau. Em thấy là em đã đạt được mục đích từ lâu rồi. Khi mà bước vào gặp mọi người xong thấy là kiểu cởi mở hơn. Trước khi mà tham gia chương trình thì chị biết về em qua những cái bài báo rất là nhiều. Thì chị cũng biết được là trong cái khoảng thời gian mà đầu mình tham gia chương trình á, thì chắc hẳn là em gái tôi nhiều gánh nặng lắm. Đúng. Tại vì ví dụ một năm có 12 tháng, thì mọi người biết là ở đây em ở với mọi người là gần nửa năm rồi. Thì em mà chiến đấu cái việc riêng của em là nó phải 2 năm. Mãi nó không xong ấy, mà em nghĩ rằng là đối với một người, em không riêng gì phụ nữ kể cả đàn ông nữa, một người hành hạ về mặt tinh thần ấy, nó là mệt mỏi nhất. Mọi người mời tham gia chương trình đấy, thì em bảo là em cũng thích, nhưng mà em suy nghĩ xong em vẫn quyết định tham gia. Thì khi mà quyết định tham gia rồi thì cái việc của em nó chưa xong. Cái đúng lúc mà căng thẳng nhất ấy, thì lại là chuẩn bị bấm máy, là cái ngày mà xét hộ ở đây này, là lúc đấy em phải ký ủy quyền cho người bạn thân em đi ra tòa. Cứ ngồi ở trong xét thôi, nhưng mà trong lòng em cứ nóng như lửa ấy, là không biết là sẽ như thế nào. Cái vòng đầu tiên thì em cũng kiểu chưa phải là ở cái mức độ mà tốt nhất, tinh thần tốt nhất dành cho nhóm, hay là sức khỏe tốt nhất dành cho các tiết mục. Lúc đấy là vào đội của chị Quyên này, xong nhìn thấy em Ly mọi người, xong chị Vi này, chị Giang, thế là cũng cố gắng vì mọi người thôi, chứ mà em cũng thực ra là cũng nghĩ là thôi, hay là mệt thì mình nghỉ. Ít nhất là trong khoảnh khắc nào đấy, khi mà em đi gặp mọi người tập luyện này kia, nó vui cười này kia, em cũng có phân tâm hơn. Em mới bảo là cái mục đích của em là em đạt được rồi, là ngay từ những cái vòng đầu tiên, là khi mà vào ấy, mặc dù là mệt thật, đi tập xong rồi giải quyết chuyện riêng nữa, nhưng mà mình thấy là
tự nhiên ở đây mở ra cho mình những cái câu chuyện mới. Và tự nhiên là mình sẽ không tập trung vào câu chuyện của mình nữa, nên mình lại tập trung vào câu chuyện của mọi người và câu chuyện chung của nhóm. Là tự nhiên ấy, là em cảm thấy nó được thoải mái hơn. Em cảm thấy em ngủ ngon hơn hẳn. Chứ không phải lúc trước là cứ nằm và chằn chọc và không ngủ được. Nhưng mà em mạnh lắm. Em biết sau cái hội thao đó em biết chị mạnh lắm. Nhất là chị bóng bóng biết lắm nên muốn là bóng biết qua đi cũng nước mũi em lại chảy rồi. Cho đến mãi lúc mà đập bác bóng ấy mới được là mọi người nhắc nhiều. À đúng rồi. Chính là nổi là vì đập mông bác bóng. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.